Hello, xin chào mọi người nha. Đây, ta sĩ đã phát hiện ra một con kỳ nhông đang phơi nắng dưới gốc mai mọi người. Đây, bây giờ đang tiếp cận nó này. Quay lại gần thôi. Nó mất tiêu rồi. Mình có thò tay bắt được nó không? Không phải là quan trọng. Rồi, bắt một con. Rồi, ta sĩ phát hiện thêm con nữa rồi cũng mất tiêu luôn. Phát hiện một con này mọi người, nó đang đớp nó đây này, là hai con nha mọi người, để sao để thò tay bắt nó ta, đây rồi, đó, rất đơn giản để, đó. Bây giờ quay ra được hai con rồi. Đâu rồi? Cơ bản nha mọi người. Thò tay bắt được nó không thì mới là quan trọng. Đây nha mọi người, đây cách đánh lừa, được bằng cách đánh lừa con kỳ nhông đã xí đã bắt được nó nha mọi người. Đây, đây. Rất là dễ thương nha mọi người, đó trên đèn cỏ này, đó tóm đuôi nó, đó tóm người nó mà hụt đấy mọi người, này là chuyển qua tóm đuôi, tóm mà nó chạy ra một cái đuôi, đó này. Rất là to, rất là tuyệt vời nha mọi người. Đang ta sẽ tiến hành đổi tay hay là thôi mọi người, đổi tay đi, quay luôn cho mọi người xem. Bye bye, tuột rồi, xin chào và hẹn gặp lại.